Mới đây, Quỳnh Anh ái nữ cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn đã gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh ông xã Duy Mạnh trong buổi tiệc sinh nhật 3 tuổi của con trai đầu lòng. Vẻ ngoại hình thon gọn, nhan sắc ngày càng thăng hạng của bà xã cầu thủ đã thu hút sự chú ý. Thông tin xác nhận rằng Quỳnh Anh đã vượt qua giai đoạn vượt cạn thành công từ đầu tháng 8. Sau khi chào đón con trai đầu lòng, Quỳnh Anh và Duy Mạnh hạnh phúc đón chào cô công chúa nhỏ mang tên thân mật Cô Nhi. Do đó, trên sóng truyền hình gần đây, Quỳnh Anh trông mảnh mai và gọn gàng hơn. Hình ảnh mới nhất của cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh ghi điểm bởi vóc dáng sau sinh cuốn hút. Bình luận tích cực về vóc dáng nhanh nhẹn của Quỳnh Anh, người ta không thể ngờ rằng cô là bà mẹ hai con. Bà xã Duy Mạnh vẫn duy trì vẻ tươi tắn, hạnh phúc trên khuôn mặt, gây ngưỡng mộ và khen ngợi từ hội chị em. Vào đầu tháng 5, Quỳnh Anh và Duy Mạnh đã hạnh phúc thông báo sắp có thêm thành viên mới gia đình. Tin vui này đã gợi sự vui mừng và ngưỡng mộ từ phía người hâm mộ, đồng thời thể hiện tình yêu và hạnh phúc của cặp đôi. Trong thời gian mang thai, Quỳnh Anh đã gây bão mạng xã hội với vẻ đẹp tươi tắn, rạng ngời. Duy Mạnh và bà xã Quỳnh Anh sẽ sớm chào đón thành viên thứ tư trong gia đình. Mặc dù ít thường xuyên chia sẻ hình ảnh mang bầu, nhưng mỗi khi xuất hiện, Quỳnh Anh luôn khiến mọi người ngây ngất với nhan sắc trẻ trung và tươi mới. So với lần mang thai đầu, Quỳnh Anh thậm chí còn được nhận xét nâng tầm vẻ đẹp với tạo hóa.